Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong loạt series video mindset hướng dẫn kiếm tiền online với Shopify bền vững và lâu dài dành cho người mới bắt đầu. Chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về việc làm thế nào để ứng dụng Shopify POS email marketing, sales funnel cho cold traffic này, warm traffic và hot traffic. Thì ba cái loại traffic mình vừa mới kể trên đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi phân tích. Thì traffic sẽ có 3 loại, đó là cold traffic này, warm traffic và hot traffic. Thì cold traffic là những cái người mà chưa biết gì về sản phẩm hay website của bạn, hoặc họ vô tình tìm kiếm ra website của bạn. Warm traffic là những người đã quay lại website của bạn nhưng mà họ chưa mua hàng. Hot traffic là những người đã mua hàng của bạn. Đấy, đây là 3 loại traffic. Nó tương ứng với ba đối tượng khách hàng này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái ứng dụng của Shopify này, Facebook Ads, Email Marketing, Sales Funnel lên ba cái loại traffic này như thế nào nhé. Đối với Shopify ấy, thì các bạn có thể là làm ứng dụng là từ cold traffic này, warm traffic và hot traffic, tức là Shopify làm từ A đến Z luôn trong cái ba loại traffic này. Shopify giúp chuyển đổi từ một cái khách hàng lạ từ cold traffic thành hot traffic. Đấy. Tương tự thì cái thằng Facebook Ads thì cũng có chức năng cũng tương tự như Shopify luôn. Và Facebook Ads thì có thêm là cái retargeting này, retargeting ở cái warm traffic và hot traffic. Đấy, nó rất là hiệu quả nhá, Facebook ấy, Facebook retargeting ấy. Tiếp đến email marketing thì sẽ giúp tối đa lợi nhuận cho cái traffic là warm traffic và hot traffic. Sales funnel cũng tương tự này, là nó sẽ tối đa lợi nhuận cho những cái traffic là warm traffic và hot traffic. Đấy, thì mình vừa mới trình bày cho các bạn là các cái việc mà các bạn ứng dụng Shopify này, Facebook Ads này, Email Marketing, Sales Funnel vào các loại traffic trên để các bạn có một cái chiến lược phù hợp cho cái mô hình kinh doanh online của các bạn. Thì mình tổng quát lại này, Shopify giúp chuyển đổi từ cold traffic thành hot traffic, tức là thành buyer này, thành người mua hàng này, từ một người lạ thành khách hàng mua hàng của mình. Email marketing, sales funnel thì sẽ nghiêng về cái backend và giúp tối đa lợi nhuận trên cái warm traffic và hot traffic. Đấy. Ok, thì mình vừa mới trình bày xong là cái nội dung về ba loại traffic. Thì trước khi kết thúc cái video ngày hôm nay thì mình có một cái lưu ý dành cho những cái thành viên mới vào group. Thì những bạn thành viên mới vào group ấy, các bạn đã chưa đọc những cái bài ghim ở trên group ấy, thì các bạn dành thời gian để đọc những cái bài ghim trên group này. Hoặc là các bạn có những câu hỏi gì cần giải đáp thì các bạn post trực tiếp vào group. Hiện tại group đã có hơn 15.000 thành viên. Thì các bạn chưa like fanpage của bên mình này để cập nhật những cái bài viết mới này, hay là video mới này, hoặc là vào những website đọc những cái bài viết mới nhất của bên mình này, website của mình này. Và hiện tại thì bên mình đã cung cấp ra cái free site membership có cái tên miền là kiếm tiền với shopify.com này. Thì bên mình đã cung cấp những cái video từ cơ bản đến nâng cao và một cái loạt series video mindset này dành cho người mới bắt đầu mong muốn xây dựng một doanh nghiệp online với Shopify. Thì các bạn nên dành thời gian để xem những cái video của bên mình. Ok, mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi cái loạt video mindset này. Mình
Xin phép dừng video tại đây và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.